công vinh vượt xa cái bóng của Văn Quyến, trở thành người hùng bóng đá Việt Nam. Dù đã trở thành một ngôi sao lớn, thế nhưng Công Vinh lại không có nhiều fan cuồng giống như những ngôi sao bóng đá trẻ như là Công Phượng, Xuân Trường hay là Tuấn Anh. Thậm chí, có một thời nhiều cổ động viên còn mang anh ra để so sánh với Văn Quyến, cho rằng Vinh không có tài năng. Hiện tại thì tiền đạo Lê Công Vinh đã quyết định treo giày sau 14 năm thăng trầm cảm xúc cùng với nghiệp quần đùi áo số. Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên sân cỏ của cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam. 14 tuổi, Công Vinh mới bắt đầu tập luyện bóng đá. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, anh gần như là đứng đội sổ do bị đánh giá là không có nhiều triển vọng. Công Vinh cùng lứa với những cầu thủ như là Dương Hồng Sơn, tiền đạo Phạm Văn Quyến. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cho Công Vinh dần vượt qua định kiến. Năm 18 tuổi, anh lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An. Bước ngoặt của anh là tại JVC Cup 2003, để rồi sau đó huấn luyện viên Arad Rell triệu tập bổ sung anh vào đội U23 Việt Nam để tham dự SEA Games U22. Thế nhưng khi ấy, Vinh chỉ là cái bóng của người đồng hương Phạm Văn Quyến. Từ phụ kép trở thành kép chính, Công Vinh dần chứng tỏ sự chuyên nghiệp và nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ. Không phải là thần đồng, nhưng bằng sự chăm chỉ và miệt mài, Công Vinh đã trở thành chân sút số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau đó. Pha đánh đầu ngược ở phút cuối cùng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình năm 2008 đã trở thành bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ Lê Công Vinh. Bàn thắng của anh trở thành bàn thắng vàng bởi nó đã đưa Việt Nam lần đầu tiên lên đỉnh Đông Nam Á sau nhiều năm đợi chờ mong mỏi. Công Vinh giành 3 quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp. Công Vinh khoác áo Hà Nội T&T trong giai đoạn năm 2008 cho đến năm 2011. Anh ghi được 26 bàn thắng sau 40 trận chơi cho đội bóng thủ đô. Tuy nhiên thì giữa giai đoạn này, Công Vinh đã sang Bồ Đào Nha thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Lichot từ mùng 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên Riquel Garisto. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Việt Thắng đã được sang châu Âu học việc và thi đấu. Tại Bồ Đào Nha, tiền đạo người xứ Nghệ có 2 bàn thắng vào lưới Kostor và Foren khi đá giao hữu. Anh cũng có 2 trận đấu chính thức cho Liên Xô tại giải vận động quốc gia và cúp quốc gia Bồ Đào Nha nhưng không ghi được bàn thắng nào. Tháng 6 năm 2010, Công Vinh một lần nữa trở lại Bồ Đào Nha nhưng là để chữa trị chấn thương đầu gối. Thông qua lời giới thiệu của huấn luyện viên Castro, bác sĩ John Kaller, người từng chữa trị cho những ngôi sao như là Bardo hay là Anderson, đã nhận lời chữa trị chấn thương đầu gối trái cho Công Vinh. Tiền đạo này trong thời gian đó đã làm quen với Anderson, tiền vệ khi ấy đang đầu quân cho Manchester United. Công Vinh chia sẻ, tôi rất tiếc vì phải chia tay sớm với giải V-League, những rủi ro chấn thương là điều không thể lường trước sân cỏ. Bác sĩ Joe Kaller đã từng chữa trị cho rất nhiều cầu thủ nổi tiếng. Tôi tin là mình sẽ sớm bình phục để trở lại cống hiến cho câu lạc bộ cũng như là đội tuyển Việt Nam. Công Vinh sau đó đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2013. Tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi 11 bàn thắng sau 23 trận chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Năm 2013, Công Vinh trở lại khoác áo đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An. Anh có 2 mùa giải thi đấu cho đội bóng quê hương. Trong màu áo Sông Lam Nghệ An, Công Vinh đã có bàn thắng thứ 100 tại V-League trong sự nghiệp của chính mình. Tính đến hiện tại, anh vẫn là một chân sút số 1 của V-League trong lịch sử với 116 pha lập công. Công Vinh nói lời chia tay lần thứ 2 với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Người con xứ Nghệ một lần nữa lại tiếp tục hành trình phiêu lưu trên một miền đất mới. Nhưng khác với lần đầu tiên mở ra một tương lai, đây sẽ là nơi khép lại sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ của tiền đạo xứ Nghệ. Đan xen trong giai đoạn thi đấu cho Sông Lam Nghệ An từ năm 2013 đến năm 2014, Công Vinh sang Nhật Bản khoác áo Komsodet Sapporo vào tháng 7 năm 2013, theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng, nhận mức lương 7.000 USD một tháng. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho 2 câu lạc bộ nước ngoài trong lịch sử. Ngày 22 tháng 9 năm 2013, anh có trận đấu chính thức đầu tiên cho Sapporo Virin Nagasaki. Ở phút thứ 16, anh đã ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên thì đến phút 36, chân sút này lại nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Tổng cộng thì Công Vinh đã thi đấu 9 trận cho câu lạc bộ Nhật Bản, ghi 2 bàn thắng. Trong màu áo của đội tuyển quốc gia, sau thành công tại AFF Cup năm 2008, Công Vinh tiếp tục trở thành niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Năm 2012, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, tiền đạo xứ Nghệ được xem là át chủ bài của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên thì sau đó lại là một giải đấu đáng buồn với đội tuyển của Việt Nam khi mà bị loại ngay ở vòng bảng.
Hai năm sau tại AFF Suzuki Cup 2014, với tấm băng đội trưởng trên tay, Công Vinh tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc thắng 2-1 trên trận đấu của Shah Alam của Malaysia ở trận bán kết lượt đi. Nhưng tại sân nhà, họ lại bất ngờ thua 2-4, Công Vinh nức nở khi bước vào đường ngầm. Sau khi chia tay với Sông Lam Nghệ An, kết thúc chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014, Công Vinh đầu quân cho Bình Dương. Tuy nhiên thì trong những trận đấu đầu tiên, anh đã không được Lê Thụy Hải khi đó trọng dụng. Công Vinh không được thi đấu ở vị trí trung phong sở trường, vị trí mà đội trưởng Anh Đức được đặt hết niềm tin. Dẫu sao thì anh cũng có 9 bàn thắng sau 35 trận cho sân Bình Dương, tính trên khắp mặt trận. Chinh chiến cho nhiều đội bóng nhưng Công Vinh chỉ có 2 chức vô địch V-League, ngoài chức cúp cùng Hà Nội T3T năm 2010, mùa giải mà Công Vinh vắng mặt gần như toàn bộ giải đấu vì chấn thương, thì đến năm 2014, anh mới có thêm một danh hiệu nữa cùng với Bình Dương. Công Vinh ghi bàn thắng khai thông bế tắc, qua đó thì giúp Việt Nam qua Singapore sau hiệu phụ ở chung kết giao hữu Asia Bank Cup 2016 tại Myanmar. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên mà huấn luyện viên Hữu Thắng có được khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Công Vinh ghi bàn thắng thứ 50 trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận thắng 2-1 trước Myanmar. Đây là trận đấu đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2016 của đội bóng áo đỏ. Trong thế phải sớm chơi với 10 người trước Campuchia, nhưng đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số do công của Công Vinh. Với 51 bàn khi ấy, anh lọt vào top 6 những chân sút hàng đầu cho đội tuyển quốc gia còn đang thi đấu, xếp sau những ngôi sao như là Rooney, Messi hay là Ronaldo. Tuy nhiên thì Công Vinh lại thịt ngòi trong hai trận lượt đi và về ở bán kết trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam cũng sừng bước, bất chấp việc đã kiên cường thi đấu đến những phút cuối cùng, dù chỉ có 10 người trên sân. Công Vinh đặt bàn tay lên lá quốc kỳ trước ngực, anh không kiềm chế được những giọt nước mắt. Trận đấu với Indonesia cũng là lần cuối cùng anh được thi đấu chuyên nghiệp. Công Vinh sau đó đã tuyên bố giã từ sự nghiệp trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Công Vinh đã có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, tất cả đều có được nhờ sự khổ luyện, quyết tâm, khát vọng, nước mắt và cả một chút thiên thời. Chính điều đó đã khiến anh trở thành biểu tượng của nhiều người hâm mộ. Công Vinh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là một cầu thủ của bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Vinh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam. Công Vinh hiện cũng là cầu thủ ghi lại nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển của bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngày 8 tháng 12 năm 2016, sau khi đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 4-3 trước đội tuyển Indonesia tại giải AFF Cup năm 2016, Lê Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp. Cuối năm 2018, Lê Công Vinh phát hành tự truyện Phút 89. Phút 89 khá thành công về mặt phát hành. Còn về mặt dư luận, cuốn sách tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới cầu thủ, huấn luyện viên, nhà báo thể thao và người hâm mộ ở Việt Nam vì những tình tiết bị cho là chưa kể đầy đủ sự thật. Anh từng là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Anh lấy ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2014. Hiện tại thì họ có một cô con gái. Công Vinh sinh ra ở Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An và là con trai duy nhất trong nhà. Trên anh còn có hai chị gái và sau là một cô em út. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố của Công Vinh đã đi buôn ma túy, bị bắt ngay từ lần đầu tiên, chịu án 12 năm tù. Sau 8 năm cải tạo tốt, ông được trả tự do trước thời hạn. Từ tuổi thơ cay đắng đến đỉnh vinh quang. Tuổi thơ của Công Vinh từng nếm trải không ít đắng cay, có nhiều sự thật sau đó đã được anh chia sẻ với báo chí. Đó là những câu chuyện hoàn toàn bất ngờ về người cha của Công Vinh đã từng bị kết án, đi tù tới 8 năm chỉ vì nghe người ta xúi đi vận chuyển chất ma túy. Đó là câu chuyện về mẹ, bà Tuệ từng là văn công xinh đẹp nổi tiếng khu 4, nhưng vì con nhỏ, chồng đi tù nên đã phải tự bươn trải bằng cách vào tận vùng Quỳ Châu buôn đá đỏ. Đó là những câu chuyện về người bạn câm điếc từ tuổi thiếu thời, về cô em gái đầy cá tính Thành Chi, sau này thì trở thành một hot girl, hay là chị Ngọc phải vào tận Đắk Lắk kiếm sống. Cho đến bây giờ, dù có em trai là một cầu thủ nổi tiếng, Ngọc vẫn phải đi bán vé số sống qua ngày. Nhìn lại sự nghiệp của Công Vinh, đó là một câu chuyện của một số phận. Huấn luyện viên Arif Rell chính là người đã giúp cho Công Vinh ra ánh sáng. Chuẩn bị SEA Games năm 2003, Công Vinh không được chọn. Ở giải giao hữu tại Mỹ Đình mang tên GBC Cup 2003, huấn luyện viên Real đã phải thừa nhận tài năng của chân sút trẻ dù chỉ mới 18 tuổi và trao cho anh cơ hội với tấm vé bổ sung lên U23 Việt Nam.
Không đóng vai chính ở giải đấu U23 Việt Nam thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết, nhưng Công Vinh đã chính thức bước ra ánh sáng. Để rồi, đó là bàn đạp cho năm 2004. Lần đầu tiên, Lê Công Vinh được đóng vai chính ở đội tuyển quốc gia, có mặt ở Tiger Cup 2004. Đó là kỳ AFF mà Công Vinh đã để lại dấu ấn trong màu áo của đội tuyển quốc gia với 4 bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng. Dù đội tuyển của Việt Nam thất bại ngay trên sân nhà khi không vượt qua được vòng bảng, và ngay sau khi Văn Quyến dính vụ án tiêu cực ba cốt tại SEA Games 2005, Vinh đã băng băng thăng hoa trong sự nghiệp của chính mình. Khoảnh khắc quyết định cuộc đời của Công Vinh chính là ở giải AFF Cup năm 2008 trong trận chung kết với Thái Lan. Phút 90, từ cú phạt của Minh Phương, Công Vinh đánh đầu ngược vào phía sau, tung lưới của thủ thành Cô Xin của Thái Lan. Bàn thắng không tưởng đó đã đưa 80 triệu người dân Việt Nam đến với cảm xúc vỡ òa của hạnh phúc. Cuối cùng thì sau bao nhiêu đau khổ, sau bao nhiêu thất bại, sau bao nhiêu nước mắt và sự thất vọng, bóng đá của Việt Nam đã hưởng được cảm giác của nhà vô địch. Người đưa đến cảm xúc tột độ đó chính là Lê Công Vinh, cậu bé Quỳnh Lưu vô danh năm nào, cậu thiếu niên đã chạy chật từng bữa để lên đội 1. Tiền đạo từng chỉ là cái bóng của Văn Quyến những tháng năm đầu, chàng cầu thủ chỉ là ngôi sao mờ bên cạnh những đồng đội được kỳ vọng. Nhưng hôm nay, chính anh chứ không phải Văn Quyến hay là Vượng mới là người đưa bóng đá Việt Nam lên đến đỉnh cao. Cũng từ đó mà Công Vinh trở thành biểu tượng cho một thế hệ của những cầu thủ nhí muốn theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Số 9 của Công Vinh đã chứng minh được một điều rằng, để có được vinh quang thì mỗi con người phải luôn nghị lực và khát vọng.